Chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một món bánh vô cùng nhanh và đơn giản thôi. Và vì nó không có dầu mỡ hay chất béo gì trong bánh cả, thế nên cái bánh này có thể sẽ rất phù hợp cho những bạn nào thích giảm cân. Đầu tiên trong một cái âu, chúng ta sẽ bỏ lòng đỏ trứng, sữa và đường vào. Tiếp theo chúng ta sẽ khuấy hỗn hợp này lên cho đến khi nào thấy nó hòa quyện với nhau. Tiếp tục cho vào cái ô vừa rồi 100g bột cake flour hay còn gọi là bột mì số 8. Thì việc dùng bột mì số 8 sẽ giúp cho bánh có một kết cấu mềm ẩm hơn. Và cuối cùng là cho thêm 1 teaspoon baking powder hay còn là bột nở. Cơ mà từ cái video màu đẹp nha. Mình không hiểu tại sao tiết màu lại đẹp như này nữa. Mình đã chỉnh nhẹ nhàng hơn so với bình thường ấy, nhưng mà nhìn nó cũng hay hay chứ, nhìn kiểu vintage một xíu. Lưu ý là khi trong hỗn hợp bột có bột nở thì chúng ta sẽ không được quấy quá nhiều, chỉ được hòa quyện cho đến khi nào mà không còn thấy được vết bột trắng nào còn sót lại nữa thôi. Trong một cái âu sạch khác thì chúng ta sẽ đánh bông lằng trắng trứng cho đến khi đạt trạng thái stiff peak, tức là khi mà dâu cái quay lên ấy, di chuyển nó cũng không di chuyển nữa. Đổ hỗn hợp lòng trắng vừa mới đánh bông vào trong hỗn hợp lòng đỏ ban đầu. Và chúng ta sẽ trộn theo chuyển động fold để cho cái hỗn hợp lòng trắng hòa quyện vào trong hỗn hợp lòng đỏ mà không bị làm nó sệch đi quá nhiều. Cái bánh này chúng ta làm thì theo nó là một loại bánh của Nhật Bản và theo tiếng Nhật thì nó gọi là mushipan, tức là bánh hấp. Thông qua việc hấp bánh thì ngoài việc là nó sẽ cho kiểu cảm giác là rất là healthy đi chăng nữa thì nó sẽ giúp cho bánh có một cái kết cấu mềm ẩm và kiểu cảm giác như là lai giữa bánh mì và bánh ngọt, vì nó không hẳn là mềm như bánh ngọt cơ mà nó cũng không, nó lại có dai dai một chút của bánh mì, rất là hay. Chúng ta sẽ hấp bánh trong một cái nồi và lưu ý là không nên để cho bánh tiếp xúc trực tiếp với cả mặt nồi thì như thế sẽ làm cho bánh bị kiểu nhiệt nó chuyển không được đều ấy. Chúng ta sẽ hấp bánh trong 12 đến 15 phút và chúng ta nên đậy nắp nồi quấn quanh nó trong một cái khăn ấy thì nước sẽ không bị rò xuống vào mặt bánh và làm cho mặt bánh nhìn ghê ghê. Ta da, ngon không nè? Nhìn nó vàng vàng cũng ngon lắm chứ. Sẽ thử lấy một que tăm và đâm vào mặt bánh. Nếu mà que tăm bỏ ra và nhìn nó sạch thì cái bánh đã chín rồi. Bánh sau khi hấp thì sẽ là lúc bánh ngon nhất vì khi đó nó vẫn giữ được kiểu độ ẩm và kiểu hơi nước ở bên trong bánh ấy, hay kiểu cảm giác như kiểu nó ăn nó ngon, nó ấm như kiểu ăn một cái bánh bao cơ mà nó lại có vị trứng á. Bánh thì cũng khá là nhẹ và thanh, thế nên chúng ta có thể tự lừa dối bản thân sau những ngày tháng ăn Tết ăn toàn bánh chưng và đồ béo cơ mà vẫn buồn mồm xong vẫn thòm thèm kiểu nhai mà cái bánh thật là ngon ý, thì cái bánh này sẽ là một lời nói dối tuyệt vời cho bạn. Nhìn thoáng qua thì cũng có vẻ giống một cái cắp cách nhỉ, cơ mà mình nghĩ cái này nó khác cái cắp cách một chỗ là vì nó nhẹ hơn, thế nên mình cũng không chắc là nó có thể đỡ nổi kem bơ không, mình sẽ thử trong tương lai cơ mà hiện giờ thì mình vẫn chưa chắc. Lúc làm xong ấy thì mình thấy cái màu nó hơi kiểu nhợt nhạt ấy, thế nghĩ cho chụp ảnh thì nó sẽ xấu, thế nên mình đã quyết định làm cream brulee cái bánh này luôn. Và video kết thúc ở đây rồi, các bạn thấy cái bánh như nào, ngon nhỉ? Nghe nè. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiếp đến đây. Nếu như mọi người thấy video này hay và thú vị thì hãy ấn like và comment cho mình bên dưới nha. Cảm ơn mọi người.